Gần 5 năm sau sự cố môi trường biển do Formosa gây ra, hàng trăm tấn hải sản tồn kho bốc mùi hôi thối ở Quảng Trị vẫn chưa được tiêu hủy. Sự chậm trễ này khiến cuộc sống của người dân lao đao, sản xuất đình trệ. Đây là cơ sở nước mắm Huỳnh Kế của bà Lê Thị Huỳnh, 60 tuổi, trú khu phố An Du Đông 2, thị trấn Cửa Tùng, Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. Cơ sở này còn tồn kho 252,6 tấn mắm chợp và hơn 17 tấn ruốc đặc lỏng từ sau sự cố môi trường biển Formosa. Dạ thì cơ sở cũng muốn rằng là muốn được sản xuất lại bình thường thì được tiếp những cái hàng tồn kho không thể tiêu thụ được á, thì cũng nhờ các cơ quan ban ngành có liên quan là giải quyết hủy hàng để cho cơ sở có cái hồ bị vệ sinh lại và để thu mua và chế biến. Theo tìm hiểu, hiện trên địa bàn huyện Vĩnh Linh hiện còn khoảng 600 tấn hải sản tồn kho ở 6 cơ sở sản xuất nước mắm, ruốc chưa được tiêu hủy theo quy định. Nhiều lần các cơ sở này có đơn đề nghị, nhiều cuộc họp đã diễn ra trong 5 năm qua, nhưng việc tiêu hủy vẫn chưa được thực hiện.